tiên mình phải đến với cuộc thi thì từ chiến thắng này chúng mình với mục tiêu là giao lưu học hỏi, thể hiện bản thân và thể hiện sự duyên dáng và trao dồi về kỹ năng mềm, một số kỹ năng giao tiếp. Chúng mình đến với phòng thi năng khiếu với bài thi múa với là bạn Công Anh. Đây là một bài thi thể hiện cái tình yêu thương giữa hai người, nhưng mà sau đó thì hai người không đến được với nhau. Ở phần thi này thì tụi mình sẽ thể hiện cái sự gia diết, cái sự nồng nàn với nhau. Các bạn muốn thi ban giám khảo và các bạn sinh viên muốn biết